20 năm đứng trên đỉnh cao quyền lực của gia tộc Rajapaksa chính thức khép màn vào sáng ngày 13 tháng 7 hôm nay, khi Tổng thống Gotabaya rời khỏi đất nước bằng máy bay quân sự. Vì sao ông lại rời ghế một cách đáng buồn như vậy? Gia tộc quyền lực nhất Sri Lanka đã làm những gì để gây ra kết cục như ngày hôm nay? Có phải Covid-19 là mọi nguồn cơn làm sụp đổ vương triều Rajapaksa hay không? Và tương lai quốc đảo xinh đẹp Sri Lanka sẽ đi về đâu? Liệu ánh sáng đã xuất hiện cuối đường hầm, hay đêm tối vẫn bao trùm ở phía trước? Tất cả sẽ được kể hết trong chương trình Câu chuyện Thế giới ngay sau đây. Ông Gotabaya Rajapaksa từ lâu không phải là cái tên xa lạ với người dân Sri Lanka. Ông là người dẫn dắt cuộc nội chiến tàn khốc để đánh bại phiến quân Hổ Tamil, chấm dứt cuộc nội chiến dai dẳng và cuối cùng bước lên đỉnh cao quyền lực vào năm 2019 khi giữ chức tổng thống. Thế nhưng, nhiều tháng trời hỗn loạn kinh khủng và cơn tức giận đỉnh điểm của người dân đã bóp nghẹt mọi quyền lực của ông Gotabaya. Và ông chọn bước xuống vũ đài chính trị bằng cách trốn khỏi đất nước, lặng thầm bằng máy bay quân sự. Một quan chức di trú cho biết ông Gotabaya cùng vợ và hai cận vệ đã lên máy bay của không quân Sri Lanka rời khỏi quê hương vào đầu giờ sáng thứ Tư ngày 13 tháng 7. Ông Gotabaya là thành viên trong gia đình quyền lực tột độ, chi phối chính trường Sri Lanka từ sau độc lập. Thế nhưng khác với anh trai Mahinda, người chi phối chính trị Sri Lanka trong gần 20 năm với các vị trí tổng thống và thủ tướng, thì ông Gotabaya lại không gắn bó cuộc đời ở chốn quan trường. Thay vào đó, ông tham gia quân ngũ ở tuổi 21, phục vụ 2 thập kỷ và vươn đến cấp bậc trung tá. Sau khi nghỉ hưu sớm, ông Gotabaya di cư đến Mỹ và làm việc trong ngành công nghệ thông tin. Ông Gotabaya bước chân vào chính trị khi anh trai Mahinda trở thành tổng thống năm 2005 và chọn em ruột làm bộ trưởng quốc phòng, có trách nhiệm lãnh đạo cuộc chiến chống lại phong trào những con hổ giải phóng Tamil, một nhóm vũ trang chiến đấu đòi độc lập ở phía Bắc và Đông đất nước. Sau 26 năm xung đột, những con hổ cuối cùng bị bẻ gãy nanh vuốt năm 2009 sau một trận tấn công kinh hoàng của quân đội chính phủ mà Liên Hợp Quốc ước tính đã có khoảng 40.000 người Tamil thiệt mạng chỉ trong vòng vài tháng cuối nội chiến. Dù ông Gotabaya được xem là người anh hùng chiến trận trong mắt nhiều người dân Sri Lanka, nhưng không ít người khác cáo buộc ông gây tội lỗi tày trời trong xung đột. Bản thân ông nhất quyết bác bỏ những tố cáo này. Ông Gotabaya lần đầu tiên thoái lui khỏi chính trường năm 2015 sau khi anh trai Mahinda đánh mất quyền lực. Thế nhưng, gia tộc Rajapaksa lại lội ngược dòng, một lần nữa quay lại bộ máy chính quyền sau khi sự kiện các nhóm phiến quân Hồi giáo nổi loạn gây ra cái chết thương tâm của hơn 250 người vào Chủ nhật Phục sinh năm 2019. Gia tộc Rajapaksa vốn được xem là cứng rắn với phần tử cực đoan đã được người Sri Lanka một lần nữa trao gửi niềm tin. Khi đó, ông Mahinda không thể nắm quyền chính do giới hạn 2 nhiệm kỳ. Vì vậy, ông Gotabaya trở thành ứng viên rõ ràng đại diện cho nhà Rajapaksa và đảng Mặt trận Nhân dân Sri Lanka để tranh cử tổng thống. Ông chiến thắng bầu cử vào tháng 11 năm 2019 với cách biệt to lớn và hứa sẽ đại diện cho toàn thể người dân Sri Lanka, không phân biệt dân tộc và tôn giáo. Vào tháng 8 năm 2020, đảng của ông Gotabaya giành được thế đa số 2/3 ghế trong Quốc hội. Theo đó, có thể sửa đổi điều luật để tăng quyền hạn cho tổng thống, bao gồm xóa bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ. Tiếp theo, ông Gotabaya lại bổ nhiệm anh trai Mahinda làm thủ tướng và trao hàng loạt ghế bộ trưởng cho nhiều người thân khác trong gia tộc. Thế nhưng, đó cũng chính là bình minh của một ngày tàn, khi mà quyền lực của nhà Rajapaksa sắp khép lại mãi mãi. Đại dịch Covid-19 và sai lầm trong cách giảm thuế đã đẩy Sri Lanka rơi vào khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi giành được độc lập vào năm 1948. Thiếu hụt nhu yếu phẩm và lạm phát tăng cao chóng mặt đã khiến hàng ngàn người xuống đường biểu tình suốt nhiều tháng trời. Làn sóng biểu tình chưa từng thấy. Đất nước 22 triệu dân gần như không còn lại bất kỳ tờ đô la nào để nhập khẩu nhiên liệu, không thể trả nợ nước ngoài lên tới hàng tỷ đô la, cũng như lạm phát vào tháng trước chạm ngưỡng 54,6% và dự kiến có thể tăng lên đến 70% theo Ngân hàng Trung ương. Trường học và văn phòng đều cửa đóng then cài để tiết kiệm hết mức xăng dầu. Về làn sóng biểu tình, một số cột mốc chính bao gồm ngày 31 tháng 3 năm 2022, dòng người tập trung trước tư gia của Tổng thống Rajapaksa phản đối điều kiện kinh tế ngày càng tồi tệ. Ngày 3 tháng 4, ông Rajapaksa giải thể nội các, trong đó bao gồm em trai Basile giữ chức Bộ trưởng Tài chính. Dù vậy, anh trai của Tổng thống là Mahinda vẫn giữ chức Thủ tướng. Ngày 9 tháng 4, phong trào biểu tình leo thang, đám đông kiên quyết ngồi bên ngoài văn phòng ông Rajapaksa, đòi loại bỏ Tổng thống để dọn đường cho cải tổ chính trị. Ngày 9 tháng 5, đụng độ kinh hoàng, tràn lan giữa nhóm ủng hộ và phản đối chính phủ đã khiến Thủ tướng Mahinda từ chức. Ông đã trốn trong một doanh trại quân đội ở miền đông đất nước vài ngày trước khi quay về Colombo. Đồng thời, theo Reuters, bạo lực trên cả nước đã khiến 9 người thiệt mạng và khoảng 300 người khác bị thương. Ngày 9 tháng 7, Tổng thống Gotabaya Rajapaksa thông báo với Chủ tịch Quốc hội rằng ông dự kiến từ chức vào ngày 13 tháng 7. Quyết định đưa ra sau khi người biểu tình đột nhập vào dinh Tổng thống, nhưng vài giờ trước thời điểm dự kiến rời ghế, ông Rajapaksa đã bí mật bay khỏi Sri Lanka. Tổng thống Gotabaya vào tháng trước còn thề rằng sẽ ở lại cho đến khi nhiệm kỳ 5 năm của ông kết thúc vào năm 2024, bất chấp sự phẫn uất dâng cao của công chúng. Điều này phải xảy ra, không sớm thì muộn, hãng tin Reuters trích lời ông Archie, một kỹ sư nghỉ hưu 73 tuổi, chia sẻ khi ông đi dạo quanh dinh thủ tướng. Khuôn viên này từng là nơi cư ngụ của ông Mahinda và hiện giờ bị chiếm giữ bởi người biểu tình. Họ đã lấy mọi thứ từ người dân, nhưng giờ khi gia đình Rajapaksa rời khỏi, Sri Lanka sẽ sớm trở thành quốc gia tốt nhất thế giới, ông cụ 73 tuổi nói thêm. Từng là gia tộc một tay che trời ở Sri Lanka, vì sao mọi thứ lụi tàn dưới thời ông Gotabaya? Các nhà phân tích cho rằng, quản lý tài chính yếu kém trong suốt nhiều chính quyền tiền nhiệm đã làm suy yếu tài chính công, khiến chi tiêu quốc gia vượt quá thu nhập, sản xuất hàng hóa và dịch vụ ở mức thấp. Tình hình còn tồi tệ hơn khi chính phủ của ông Gotabaya nhanh chóng cắt giảm thuế rất sâu, ngay khi vừa nắm quyền vào năm 2019, để rồi chỉ vài tháng sau, Covid-19 ập tới và giáng đồng dữ dội. Đại dịch quét sạch doanh thu của Sri Lanka, đặc biệt là trong ngành du lịch. Thêm vào đó, nguồn kiều hối của lao động ở nước ngoài chảy về nhỏ giọt. Các tổ chức xếp hạng do lo ngại về tài chính của chính phủ Sri Lanka và nghĩ rằng họ không có khả năng trả nợ nước ngoài đã hạ xếp hạng tín nhiệm của quốc gia Nam Á này từ năm 2020 trở đi. Cuối cùng, Sri Lanka đã bị loại khỏi thị trường tài chính quốc tế. Để giữ cho nền kinh tế không đổ vỡ, chính phủ dựa nhiều vào dự trữ ngoại hối của mình, bào mòn chúng đến hơn 70% trong 2 năm. Thế nhưng, khi môi trường kinh tế đang xấu đi nhanh chóng, chính quyền ông Gotabaya ban đầu vẫn chần chừ đàm phán với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Trong nhiều tháng, các nhà lãnh đạo phe đối lập và một số chuyên gia tài chính đã thúc giục chính phủ hành động, nhưng họ giữ vững lập trường, nuôi hy vọng rằng du lịch và nguồn kiều hối sẽ phục hồi. Cuối cùng, khi nhận ra quy mô quá lớn của khủng hoảng, chính phủ đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ các quốc gia, bao gồm Ấn Độ và Trung Quốc, những cường quốc khu vực luôn muốn gia tăng sức ảnh hưởng với quốc đảo Sri Lanka có vị trí chiến lược. Ấn Độ đã mở rộng các khoản vay hàng tỷ đô la để giúp Colombo trả cho các nguồn cung thiết yếu. Nhìn chung, New Delhi cho biết họ đã cung cấp khoản hỗ trợ trị giá hơn 3,5 tỷ đô la trong năm nay. Trung Quốc ít can thiệp công khai hơn, nhưng cho biết họ ủng hộ các nỗ lực tái cơ cấu nợ của đảo quốc hàng xóm. Song song đó, Sri Lanka cuối cùng đã mở các cuộc đàm phán với IMF. Nhưng nỗ lực này chỉ có thể thu được kết quả sớm nhất vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Người dân đã không thể nhẫn nhịn thêm nữa, làn sóng biểu tình bùng nổ và dẫn đến kết cục hôm nay. Thật đáng buồn vì Sri Lanka vốn được xem là hình mẫu cho một nền kinh tế đang phát triển. Sau khi Tổng thống Gotabaya rời bỏ quê nhà, Thủ tướng Ranil đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở cương vị quyền Tổng thống. Đại diện truyền thông của ông Ranil cho biết với Reuters, Thủ tướng với tư cách quyền Tổng thống đã ban hành tình trạng khẩn cấp và thiết lập lệnh giới nghiêm có hiệu lực ngay lập tức ở tỉnh phía đông. Tuy nhiên, ông Ranil cũng đã cam kết từ chức Thủ tướng. Nếu điều đó xảy ra, theo hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội sẽ trở thành quyền Tổng thống cho đến khi tân lãnh đạo được bầu ra. Dù vậy, lãnh đạo biểu tình cho rằng Thủ tướng Ranil cũng là một đồng minh của Tổng thống Gotabaya và cảnh báo một cuộc chiến quyết định nếu ông Ranil không rời ghế ngay lập tức. Chúng tôi kịch liệt phản đối chính phủ Gota và Ranil, cả hai đều phải biến đi. Reuters dẫn lời lãnh đạo biểu tình tuyên bố. Trong bối cảnh hỗn loạn kinh tế và chính trị, giá trái phiếu có chủ quyền của Sri Lanka đã đạt mức thấp kỷ lục mới vào ngày 13 tháng 7. Đại sứ quán Mỹ tại Colombo, quận trung tâm của thành phố, cho biết họ đã hủy các dịch vụ lãnh sự cho buổi chiều thứ Tư và ngày thứ Năm như một biện pháp phòng ngừa. Quốc hội Sri Lanka sẽ bầu cử tổng thống mới vào ngày 20 tháng 7. Sri Lanka là miền đất chưa được khám phá. Chúng ta chưa từng nhìn thấy sự biến động lớn đến nhường này. Trích lời cảm thán của chuyên gia cấp cao Bhavani Fonseca từ Trung tâm Chính sách mới có trụ sở ở Colombo. Chuyên gia cho biết thêm, chỉ khi cả Tổng thống và Thủ tướng đều rời ghế, chúng ta mới có thể thấy hy vọng vào ổn định lâu dài. Những điều chúng ta vừa trông thấy vẫn chưa là gì so với các diễn biến có thể xảy ra ở phía trước. Đến đây, chương trình Câu chuyện Thế giới xin được khép lại. Đừng quên chia sẻ quan điểm của quý vị về câu chuyện ngày hôm nay và hãy bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những câu chuyện thế giới tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!